Chào mừng các bạn đến với Trung tâm Thanh Mai HSK. Ở bài học đầu tiên, chúng ta đã cùng nhau làm quen với cách chào hỏi thông thường giữa hai người bạn mới quen biết. Hôm nay, hãy cùng tôi bước vào bài học thứ hai với chủ đề Bạn là người nước nào nhé? Trên thế giới, hiện có không ít người đã và đang học tiếng Trung Quốc và họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Khi chúng ta muốn biết người bạn của mình đến từ nước nào, chúng ta sẽ hỏi như sau. 你是哪国人? Các bạn cùng đọc theo tôi một lần nữa nhé. 你是哪国人? Để trả lời rất đơn giản, chúng ta sẽ nói 我是越南人. 我是越南人. Và để hỏi lại như đã học ở bài 1, chúng ta chỉ cần nói như sau. 你呢? 你呢? Khi bạn nghĩ rằng người bạn mới quen là người Trung Quốc nhưng chưa thật chắc chắn, bạn có thể hỏi như sau. 你是中国人吗? 你是中国人吗? Nếu như người bạn của chúng ta đúng là người Trung Quốc, bạn đó sẽ trả lời 我是中国人. Còn nếu không phải, bạn đó sẽ trả lời như sau. 我不是中国人. 我不是中国人. Khi bạn muốn hỏi người bạn khác đến từ nước nào, bạn sẽ hỏi 他是哪国人? Câu trả lời cũng rất đơn giản. 他是法国人. Trước tiên, mời các bạn cùng lắng nghe đoạn hội thoại thực tế nhé. 你好 你好 你是哪国人? 我是越南人 你是中国人吗? 我不是中国人 我是法国人 Đơn giản phải không các bạn? Sau đây, để hiểu và đọc chính xác đoạn hội thoại, hãy cùng tôi làm quen với từ mới và một số mẫu câu cơ bản nhé. 你是哪国人? 你 chúng ta đã học ở bài trước. 你 có nghĩa là bạn. 是 có nghĩa là. Khi phát âm, chúng ta cần chú ý uốn lưỡi về phía sau, giống như từ 是 trong từ 认识. 哪 có nghĩa là nào. Các bạn nhớ nhấn mạnh thanh điệu nhé, vì thanh ba trong tiếng Trung mạnh và dài hơn thanh hỏi trong tiếng Việt. Quốc có nghĩa là đất nước hoặc quốc gia. Rấn, các bạn thấy chữ Hán này quen chứ? Đây chính là chữ người đó. Nǐ shì nǎ guó rén có nghĩa là bạn là người nước nào? Wǒ shì yuè nán rén hoặc wǒ bú shì yuè nán rén. Bú shì trái ngược với từ shì. Bú shì mang ý phủ định, có nghĩa không phải hoặc không phải là. Yuè nán chính là tên của đất nước chúng ta đấy các bạn ạ. Các bạn chú ý nhé, khi phát âm chữ yuè, các bạn phải giữ nguyên trạng thái tròn môi trong suốt quá trình phát âm, mặt lưỡi hơi tiếp xúc với phần ngạc trên. Cùng phát âm lại. Yuè nán. Yuè nán. Yuè nán. Wǒ shì yuè nán rén có nghĩa là tôi là người Việt Nam. Wǒ bú shì zhōng guó rén có nghĩa là tôi không phải người Trung Quốc. Nǐ shì zhōng guó rén ma? Bạn có phải là người Trung Quốc không? Đây là một câu hỏi có chữ ma ở cuối câu. Tha shì fǎ guó rén. Tha shì fǎ guó rén. Các bạn chú ý nhé, từ tha và từ tha phát âm giống nhau nhưng cách viết và ý nghĩa lại khác nhau. Từ tha có bộ nhân đứng ở phía trước, chỉ ngôi thứ ba số ít dành cho nam giới. Còn từ tha có bộ nữ đứng trước lại dùng cho nữ giới. Các bạn đừng nhầm nhé. Phả úa có nghĩa là nước Pháp. Đã làm quen với các mẫu câu cơ bản, trong đó xuất hiện một số cấu trúc cố định như A cộng 是 hoặc 不是
cộng B cộng rấn. Trong đó, A là chủ ngữ có thể thay bằng các đại từ nhân xưng như của, nhỉ, tha và tha. B là tên của một đất nước hoặc một địa danh nào đó như Yue Nán, Trung Quốc hoặc Phả Quốc. Chúng ta cùng thử thay đổi nhé. 我是中国人. Ta 不是越南人. Hoặc Ta 不是法国人. Tiếp theo là cấu trúc câu nghi vấn có chữ ma ở cuối câu. Các bạn hãy thử thay vào nhé. 你是越南人吗? Ta 是法国人吗? Ở câu trả lời dạng khẳng định sẽ là bỏ ma ở cuối câu và nhắc lại phần câu phụ câu khẳng định ở phía trước, hoặc chúng ta chỉ cần nói đơn giản là 是. Còn ở dạng phủ định, chúng ta sẽ thêm 不 và trước động từ hoặc tính từ ở trong câu. Và cấu trúc cuối cùng là cấu trúc có chữ 哪. 哪 là đại từ nghi vấn dùng để hỏi, có nghĩa là nào. Và khi trả lời, chúng ta chỉ cần bỏ chữ 哪 và thay vào đó là đối tượng mà chúng ta muốn nói đến. Ví dụ như 哪国人? 中国人. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.